Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phê Ông đá. Sau đây là những nội dung chính có trong bản tin sáng ngày hôm nay. Đội tuyển Việt Nam đón tin cực vui, người hâm mộ vỡ òa sùng sướng. Kính thưa quý vị và các bạn, trong danh sách tới Việt Nam thi đấu giao hữu, đội tuyển Syria không mang theo chân sút chủ lực là tiền đạo Omar Karibin. Đội tuyển Syria đã công bố danh sách 26 cầu thủ tham dự trận đấu giao hữu với đội tuyển Việt Nam. Vì nhiều lý do khác nhau, huấn luyện viên Hector Cooper không mang theo lực lượng mạnh nhất Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong bản danh sách này là sự vắng mặt của tiền đạo Omar Karabin. Cầu thủ này đã ghi 21 bàn thắng sau 53 trận đấu là chân sút tốt nhất hiện tại của đội tuyển Syria. Tiền đạo 29 tuổi này hiện đang thi đấu ở UAE cho câu lạc bộ Sabat Al Hali. Ngoài ra thì đội tuyển Syria cũng thiếu vắng một số nhân tố quan trọng như là Amas Al saleh Adulat Al Sami hay Muhammad Al Bahar. Mặc dù vậy thì đội hình của Syria vẫn được đánh giá cao với nhiều trụ cột đã tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Hai cầu thủ lợi hại nhất mà Syria mang tới Việt Nam là tiền vệ Mohammad Ol Mawak 15 bàn thắng và Omas Soma 19 bàn. Phần lớn đội hình của huấn luyện viên Hector Cooper đang thi đấu ở trong nước. Đội tuyển Syria mới bổ nhiệm huấn luyện viên Hector Cooper hồi tháng 2 năm 2023. Ông đã dẫn dắt đội tuyển Syria và trải qua hai trận đấu giao hữu với kết quả là một trận thắng ở Thái Lan với tỷ số là 3-1 và một trận thua Bahrain với tỷ số 0-1 vào hồi tháng 3. Trong quá khứ thì chiến lược gia này từng dẫn dắt rất nhiều câu lạc bộ nổi tiếng ở châu Âu như Valencia, Inter Milan, Betis hay Parma. Chiến tích đáng nhớ nhất của nhà cầm quân người Argentina là hai lần về nhì ở Champions League cùng với Valencia vào năm 2000 và 2001. Ở đợt tập trung này, đội tuyển Syria chỉ tham dự một trận đấu giao hữu với đội tuyển Việt Nam. Theo lịch thì trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 6 tại sân vận động Thiên Trường Nam Định. Đây là một trong những trận đấu nằm trong kế hoạch chuẩn bị của Syria trong vòng chung kết ASEAN Cup 2023. Syria hiện đang đứng thứ 90 trên bảng xếp hạng FIFA, hơn 5 bậc so với đội tuyển Việt Nam. Vì vậy đây được đánh giá là bài test vừa sức với thầy trò huấn luyện viên Philip Trussier. Trước trận đấu này, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với Hồng Kông tại Lạch Chay vào ngày 15 tháng 6. Vâng, xin kính thưa quý vị và các bạn, HLV Philip Trusser đã loại 4 tuyển thủ đồn 4 sao của U23 lên đội tuyển Việt Nam. HLV Philip Trusser đã chốt danh sách đội tuyển Việt Nam đấu giao hữu với đội tuyển Hồng Kông Trung Quốc, bao gồm 4 sự thay đổi. HLV Philip Trusser đã rút gọn danh sách đội tuyển Việt Nam xuống còn 30 người, giảm 4 so với đợt tập trung lần đầu tiên. Bên cạnh những thủ môn như Trần Nguyên Mạnh, hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy đã sớm rời đội tuyển Việt Nam vì chấn thương. Bốn cầu thủ bị loại là hậu vệ Chemit Andriano, Nguyễn Thành Trung, tiền vệ Nguyễn Trọng Long và Lê Thành Long. Trong số những cái tên bị loại thì Thành Trung bị rối loạn tiêu hóa từ trước khi lên tuyển tập trung và không đủ thể lực để tập luyện. Trong khi đó, Nguyễn Trọng Long chấn thương nên sẽ bỏ lỡ cơ hội ra mắt đội tuyển Việt Nam. Trường hợp của Stamis Andriano và Lê Phạm Thành Long bị loại thì không rõ lý do. Các cầu thủ này đều được trả về câu lạc bộ và không trở lại đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung lần này. Ở hướng ngược lại, huấn luyện viên Philip Russer quyết định trao cơ hội cho bốn cầu thủ thể hiện xuất sắc nhất của U23 Việt Nam trong những ngày qua, bao gồm hậu vệ Phan Tấn Tài, tiền vệ Khuất Văn Khang, Hoàng Văn Toàn và tiền đạo Nguyễn Văn Tùng. 30 cầu thủ trong danh sách rút gọn của đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển đến Hải Phòng chuẩn bị trận đấu giao hữu với đội tuyển Hồng Kông Trung Quốc vào ngày 16 tháng 6 tới. Đáng chú ý là tiền đạo Nguyễn Tiến Linh không nằm trong danh sách này nhưng anh vẫn ở lại câu lạc bộ Hà Nội để tập để phục hồi. Nếu như kịp phục hồi thì đội trưởng của BKMX Bình Dương có thể tham gia trận đấu giao hữu với đội tuyển Serie A ở Nam Định vào ngày 20 tháng 6. Danh sách rút gọn của các tuyển thủ chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với đội tuyển Hồng Kông Trung Quốc ở ngày FIFA Day tháng 6 năm 2023 gồm có thủ môn Đặng Văn Lâm của Topen Bình Định, Trần Minh Toàn của BKMX Bình Dương, Nguyễn Đình Triệu của Hải Phòng, Hậu vệ gồm có Bùi Hoàng Việt Anh của Hà Nội, Đỗ Duy Mạnh của Hà Nội, Quế Ngọc Hải của Sông Lam Nghệ An, Nguyễn Thanh Bình của Viettel, Bùi Tiến Dũng của Viettel, Phạm Tuấn Tài của Viettel, Bùi Tiến Dũng của Công an Hà Nội, Đoàn Văn Hậu của Công an Hà Nội, Hồ Tấn Tài Công an Hà Nội và Vũ Văn Thanh của Công an Hà Nội. Tiền vệ gồm có Trương Tiến Anh của Viettel, Nguyễn Hoàng Đức của Viettel, Khuất Văn Khang của Viettel, Nguyễn Tuấn Anh của Hoàng Anh Gia Lai, Trương Ngọc Quang của Hoàng Anh Gia Lai, Nguyễn Hải Huy của Hải Phòng, Phạm Xuân Mạnh của Sông Lam Nghệ An, Bùi Văn Đức của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Lâm Ti Phong của Đông Á Thanh Hóa, Hoàng Văn Toàn của Câu Hà Nội, Nguyễn Công Hải của Pop C hiện tại và theo nguồn thông tin đáng tin cậy thì Nguyễn Công Hải đã về với đội tuyển Câu Hà Nội. Danh sách tiền đạo của đội tuyển Việt Nam gồm có Đinh Thanh Bình của Hoàng Anh Gia Lai, Nhân Mạnh Dũng của Viettel, Nguyễn Công Phượng của Yoko Hama FC, Nguyễn Văn Toàn của Seoul Island, Phạm Tuấn Hải của Hà Nội và Nguyễn Văn Tùng của Hà Nội. Và đây cũng là điểm kết trong bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm nút đăng ký kênh và chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.